Xin chào các bạn. Việt Nam Defense ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý độc giả tài liệu khách quan nhìn lại một trong những trận đánh tốt nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là trận Xuân Lộc, trận đánh ác liệt nhất trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã khiến cho quân giải phóng miền Nam hứng chịu những cái thiệt hại rất nặng nề trước khi có thể tiến vào Sài Gòn. Xuân Lộc là một huyện miền núi thuộc tỉnh Đồng Nai. Nhưng trước năm 1975, Xuân Lộc là một quận thuộc tỉnh Long Khánh. Tỉnh này được giải thể sau ngày 30 tháng 4. Các quận, huyện đã sát nhập vào tỉnh Đồng Nai mới. Hiện địa danh Long Khánh vẫn còn nhưng nó là một thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai. Trước khi xảy ra trận Xuân Lộc, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào đường cùng. Họ liên tục bại trận và tan rã trước bước tiến mạnh mẽ của quân giải phóng miền Nam. Sau ngày 2 tháng 4 năm 1975, vùng 2 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn lại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nên được sát nhập vào vùng 3 chiến thuật. Phan Rang và Xuân Lộc đã trở thành hai cửa ngõ để quân giải phóng miền Nam vào Sài Gòn bằng quốc lộ 1 và 20. Xuân Lộc là một vị trí chiến lược quan trọng vì là ngã ba của hai quốc lộ 1 và 20. Cửa ngõ từ miền Trung, miền Cao Nguyên và Sài Gòn chỉ còn cách nhau có 80 cây số. Do đó, Xuân Lộc được coi là vòng đai ngoài bảo vệ phi trường Biên Hòa và Sài Gòn. Trên cơ sở nhận định chiến thuật, ngày 3 tháng 4 năm 1975, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Frederick Wayne đã cùng xây dựng phương án thành lập tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Ngày 3 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã thảo luận với Phó Đại sứ Hoa Kỳ Lehman và tướng Wayne về kế hoạch nỗ lực tối đa nhằm giữ vững những phần đất còn lại. Theo đó, cần phải lấy Xuân Lộc làm trung tâm phòng ngự. Hai bên sườn phải giữ được Tây Ninh và Phan Rang. Tại đây, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tập trung nhiều đơn vị thiện chiến, gồm có Sư đoàn 18, lực lượng địa phân quân ở tỉnh và đơn vị tăng phái gồm Trung đoàn 8, Lữ đoàn 3 Thiết Kỵ, Liên đoàn 7 Biệt Độc Quân, 2 tiểu đoàn pháo binh, Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù, toàn bộ Lữ đoàn 1 Dù và tiểu đoàn 3 pháo binh Dù. Sư đoàn 4 không nào phân quân Việt Nam Cộng Hòa từ phía trường Cần Thơ đã phụ trách không yểm chiến thuật. Tất cả các lực lượng trên đã đặt dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư 18 và hai viên sĩ quan phụ tá, đó là đại tá Lê Xuân Mai và đại tá Phạm Văn Phúc. Mục đích đó là nhằm bẻ gãy mũi xung kích của quân giải phóng miền Nam trong một trận chiến phòng ngự điển hình, tạo thế có lợi chặn đứng đà tiến công của đối phương. Về phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam, có quân đoàn 4 do thiếu tướng Hoàng Cầm chỉ huy gồm sư 6 mới thành lập, sư 7 chủ lực miền Đông Nam Bộ. Sư đoàn mạnh nhất của B2 tức sư 9 thì phải ở lại ở phía Tây, nên cánh phía Đông được phối thuộc với sư đoàn 341 Sông Lam do đại tá Trần Văn Chân chỉ huy. Ông từng là sự tư lệnh sư đoàn 1 quân giải phóng, từng bị quân Mỹ bắt sống năm 1969 trong một chuyến đi công tác. Năm 1973, ông được trao trả bên bờ sông Thạch Hãn. Ngày 9 tháng 4 năm 1975, 5 giờ 40 phút, sau khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam pháo kích các mục tiêu trong thị xã trong vòng một tiếng đồng hồ, các mũi bộ binh bắt đầu tiến công với sự yểm trợ của xe tăng. Tại hướng chính từ phía đông, Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 quân giải phóng với 8 xe tăng dẫn đầu tấn công về phía sư 18. Khi còn cách khoảng 200m thì vấp phải sự chống trả quyết liệt của Trung đoàn 43 bộ binh và tiểu đoàn 34 địa phương quân Long Khánh. Trung đoàn 165 đã bị thiệt hại nặng nề, 3 trên 8 xe tăng bị bắn cháy, khoảng 100 lính đã thiệt mạng bị hạ bởi các súng chống tăng M72 và máy bay A37 F5 của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Ở hướng này, sư đoàn 7 chỉ chiếm được một phần hậu cứ của chiến đoàn 52 thuộc sư 18. Đến 12 giờ, hướng này đã buộc phải ngừng tấn công. Ở hướng phụ từ phía bắc, Trung đoàn 266 sư 341 đã đánh thọc sâu vào thị xã nhưng bị phản kích mạnh nên phải dừng lại ở bên ngoài sở chỉ huy tiểu khu. Tại vòng ngoài, ở hướng quốc lộ 20, sư đoàn 6 đã tấn công vào các vị trí chốt giữ của Trung đoàn 52 sư 18, diệt được 5 chốt trên đoạn đường từ Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con. Trung đoàn 52 phải bỏ túc trưng kéo về ngã ba Dầu Dây. Ở hướng quốc lộ 1 phía đông nam thị xã, Trung đoàn 209 sư 7 và Trung đoàn 270 sư 341 quân giải phóng miền Nam đã đánh bại 2 tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa, diệt 7 xe tăng của chiến đoàn 4348 sư 18. Các trục lộ chính phía bắc Xuân Lộc đều bị cắt đứt, tuyến phòng thủ ngoại ô thị xã tan vỡ.
Toàn bộ lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã rút vào trong thị xã Xuân Lộc được cố thủ. Sáng ngày 10 tháng 4, đúng 5 giờ 30, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã pháo kích vào các mục tiêu trong thị xã. Sau trận pháo kích, Trung đoàn 141 thuộc lực lượng dự bị của Sư đoàn 7 cùng với Tiểu đoàn Cao xạ 37 và Tiểu đoàn 57 được tăng cường đột phá từ hướng Bắc xuống phối hợp với Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 tiếp tục tấn công vào căn cứ của Sư 18. Tuy nhiên, do bị phản kích quyết liệt cùng với hỏa lực mạnh của quân Sài Gòn nên toàn bộ quân giải phóng miền Nam không đạt được mục tiêu. Bước sang ngày thứ 3, 11 tháng 4, lúc 7 giờ sáng, quân giải phóng miền Nam pháo kích trong 70 phút rồi bắt đầu tiến công. Dưới hỏa lực mạnh và sự yểm trợ của không quân của bên phòng thủ, bên tấn công vẫn không chiếm được mục tiêu là sở chỉ huy sư đoàn 18 và hậu cứ chiến đoàn 43 và 52. Cuộc chiến kéo dài ác liệt, cả hai phía đã ra sức giành giật từng ngôi nhà, điểm phòng ngự. Sau 3 ngày chiến đấu, quân giải phóng miền Nam đã hứng chịu những thương vong rất nặng nề với khoảng 300 người chết, 1.000 người bị thương. Qua đến ngày 10 thứ tư, tức 12 tháng 4, thế trận đôi bên vẫn rất giằng co. Lữ đoàn 1 nhảy dù gồm các tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 và tiểu đoàn 3 pháo binh dù với quân số khoảng 2.000 người được điều tăng cường cho Xuân Lộc bằng tất cả trực thăng của hai trung đoàn 340 không quân từ trảng bom vào trận địa. Hai tiểu đoàn dù đầu tiên đã nhảy xuống để chiếm lại Bảo Định và quốc lộ 1, nơi hai trung đoàn thuộc sư đoàn 6 quân giải phóng đang tập trung tấn công bộ tư lệnh sư đoàn 18 tại Tân Phong. Một tiểu đoàn dù khác đã nhảy dù xuống chiếm lại khu vực vườn cây của cố thống tướng Lê Văn Tị. Các tiểu đoàn dù khác đã nhảy dù xuống Xuân Lộc để giải vây cho lực lượng địa phương quân, bộ chỉ huy tiểu khu Long Khánh. Các pháo đội cũng được trực thăng Sinuk chuyển vận đến bộ chỉ huy hành quân nhảy dù, đóng cạnh bộ tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Sau 5 ngày giao chiến, các lực lượng phòng thủ tại Xuân Lộc gồm sư 18, địa phương quân, tăng cường lữ đoàn 1 dù và 6 khẩu pháo 155 ly đến ngã 3 Tân Phong, trung đoàn 8 bộ binh, 3 chi đoàn thiết giáp 315, 318, 322 với 300 xe các loại cũng được tăng cường tới đây. Theo tướng Hoàng Cầm, khi đó đang là tư lệnh quân đoàn 4 quân giải phóng, tổng số quân phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa tại Biên Hòa và Xuân Lộc lên tới 25.000 người, tương đương với 2 sư đoàn, 4 trung đoàn và lữ đoàn bộ binh, chiếm đến 30% quân số của vùng 3 chiến thuật, 4 thiết đoàn, 8 tiểu đoàn pháo. Ngoài ra còn có 2 sư đoàn không quân đến từ Biên Hòa và Tân Sơn Nhất và cả máy bay từ Trà Nóc dưới Cần Thơ cũng được tung vào yểm trợ cho Xuân Lộc. Sau 5 ngày tấn công, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã không hoàn thành được tất cả các mục tiêu đề ra. Sức chống trả cộng với hỏa lực mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm thiệt hại nặng cho lực lượng tấn công. Chỉ trong 3 ngày đầu, sư đoàn 7 quân giải phóng đã bị thương vong 300 người. Sư đoàn 341 bị thương vong 1.200 người. 9 xe tăng bị bắn cháy, hỏng 3 chiếc. Pháo 85 ly và 57 ly bị hỏng gần hết. Tuy vậy, quân giải phóng cũng đạt được phần nào mục tiêu khi phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, cắt đứt trục lộ 1 và 20, làm cho lực lượng của quân khu 1 và 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể rút về hỗ trợ cho Xuân Lộc. Toàn bộ lực lượng phòng thủ bị chia cắt thành 3 cụm: Núi Thị do Trung đoàn 48 chốt giữ, Dầu Dây Trung đoàn 52 và thị xã Long Khánh Trung đoàn 43. Bộ chỉ huy sư đoàn 18 bị uy hiếp nặng nề buộc phải rời vị trí về ngã ba Tân Phong. Lúc này, phía Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu lạc quan khi cho rằng quân giải phóng miền Nam Việt Nam không thể chiếm được Xuân Lộc. Tình hình tạm lắng vào ngày 14 tháng 4 càng củng cố thêm nhận định của họ. Thậm chí, tướng Lê Minh Đảo còn cho họp báo tại mặt trận tuyên bố thách thức tiếng Hoàng Cầm. Về phía các tướng lĩnh của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, do thiệt hại nặng và không đạt được mục tiêu đề ra, họ đã rút ra các khuyết điểm để điều chỉnh chiến thuật tấn công, chuyển từ đánh chiếm sang bao vây cô lập, từ đánh chính diện sang đánh tạt sườn thay vì chiếm Xuân Lộc thì đi vòng qua thị xã. Tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân giải phóng miền Nam đã đến bộ chỉ huy quân đoàn một ngày để cùng bàn tính cách đánh mới. Khi chiến sự tạm lắng vào ngày 14 chính là khi quân đoàn 4 đang triển khai lực lượng theo cách đánh này.